Video này sẽ giúp bạn trở thành top 1 Volcat. Hãy chuẩn bị tinh thần để trở thành top 1 Volcat nào. Khi bắt đầu vào trận đấu, hãy nâng chiêu 1 ở cấp độ đầu tiên nếu đi solo đường, bởi với khả năng gây sát thương trong phạm vi sẽ giúp ngài farm lính nhanh hơn để sớm lên cấp độ 2. Còn với vai trò đi rừng, hãy nâng chiêu 2 ở cấp độ đầu tiên và với hai lần gây sát thương, hãy ưu tiên nâng max chiêu 2 trước. Chiêu 2, Bá Vương Trảo là một chiêu thức định hướng có tầm hiệu lực xa nhưng hẹp nên đòi hỏi độ chính xác cao. Hãy tận dụng tầm đánh của chiêu thức này để trích bụi trong quá trình di chuyển. Tung chiêu trúng đích sẽ gây sát thương kèm đánh dấu lên người nạn nhân khiến hắn bị làm chậm và lộ diện. Trong vòng 5 giây kế, có thể tái kích hoạt chiêu thức để gây sát thương lần hai và áp sát mục tiêu. Nếu mục tiêu bị ạ gục bởi chiêu thức này, ngài sẽ lập tức được hoàn tất thời gian hồi chiều. Trong thời gian dấu ấn Bá Vương Trảo còn hiệu lực, nếu dùng chiêu 1 trúng mục tiêu bị đánh dấu, hắn sẽ bị choáng. Còn với những mục tiêu không bị đánh dấu, chiêu 1 của ngài sẽ chỉ làm chậm và gây sát thương lên mọi mục tiêu trúng chiều. Khi kích hoạt chiêu cuối, ngài sẽ cưỡi ngựa pony và thoát khỏi mọi trạng thái khống chế đang gánh chịu. Suốt khoảng thời gian cưỡi ngựa, các đòn đánh thương của ngài sẽ gây sát thương trong phạm vi, đồng thời giúp ngài được hồi máu. Và trong suốt thời gian này, ngài có thể chủ động xuống ngựa bằng cách tái kích hoạt chiêu thức. Sau 8 giây, nếu không chủ động xuống ngựa, pony cũng sẽ kiệt sức mà chết, khiến ngài phải xuống ngựa. Khi xuống ngựa, ngài sẽ được bất tử trong vài giây, đồng thời gây sát thương và đẩy lùi kẻ địch trong phạm vi. Nội tại của ngài là khi gây sát thương lên mục tiêu sẽ cộng dồn vương ấn, tích lũy đủ 4 tầng sẽ phát nổ gây sát thương. Nếu mục tiêu là tướng, khi vương ấn phát nổ, ngài sẽ được nhận thêm lá chắn. Với nội tại, có thể thấy ngài rất thích đếm số thông qua việc gây sát thương, thế nên đấu khí sẽ là bảng phù hiệu tốt nhất dành cho việc tập đếm của ngài, cùng với bảng ngọc xuyên giáp sẽ giúp tối ưu hóa khả năng gây sát thương. Ở giai đoạn đầu, hãy cố gắng hoàn thiện cho ngài dây kiên cường, thương lo sinh lớt với vai trò đi đường, diều Leviathan, hoặc nếu tự tin sẽ là kiếm truy hồn, dây kiên cường, thương lo sinh lớt với vai trò đi rừng trước khi đến với giai đoạn giữa game. Từ giữa game trở đi, giao tranh tổng sẽ nổ ra thường xuyên hơn và vì ngài là một chiến vương pony nên giao tranh tổng là sở thích của ngài. Ngài có thể chủ động mở giao tranh bằng cách cưỡi ngựa pony rồi hết gai hết số lao thẳng vào đội hình tiêm địch và liên tục đánh thương để gây sát thương kèm hồi máu cho bản thân. Với vai trò đi đường, ngài có thể mang theo bộc phá để khi lao vào tiêm địch bấm bộc phá nguyên tim cho nó đã, nhưng nhớ phải căn chuẩn sát thương gánh chịu để xuống ngựa kịp thời và tránh bị ngã ngựa giữa đường. Khi xuống ngựa, tiến hành dùng combo cơ bản chiêu 2 lần 1 và tùy vào khoảng cách với mục tiêu để đưa ra quyết định sẽ là sử dụng chiêu 1 trước rồi mới chiêu 2 lần 2 để tăng khả năng hoàn tất chiêu 2. Còn nếu như mục tiêu bị đánh dấu ở xa thì tái kích hoạt chiêu 2 luôn rồi mới chiêu 1. Và nếu đảo ngược trình tự combo ở trên thì chúng ta sẽ có combo thứ hai của ngài, đó là chiêu 2 lần 1 để đánh dấu, chiêu 2 lần 2 để tiếp cận, ngay sau đó làm choáng mục tiêu bằng chiêu 1 rồi lên ngựa với chiêu cuối và liên tục đánh thưởng. Ở giai đoạn này, cần phải hoàn thiện cho ngài những trang bị còn lại là phức hợp kiếm, liềm loạt mệnh sẽ luân phiên thay đổi với giáp bộ mệnh và nanh phân rì. Lưu ý, với vai trò đi đường, nếu nhận thấy team địch có tướng có khả năng hồi phục tốt thì cần phải lên sớm đao truy hồn. Còn nếu đội hình đối phương có nhiều tướng châu máu, hãy cân nhắc thay thế phức hợp kiếm bằng kiếm phân nìa để tùy ưu sát thương. Ngài là một vị tướng ưa giao tranh nên trong thế công sẽ rất mạnh, còn nếu ở thế thụ sẽ rất phế và chỉ tượng trưng như để câu kéo thời gian với khả năng bất tử của mình. Vì vậy, đừng bao giờ nghĩ đến chuyện đi đẩy lẻ ở cuối trận dù ở thế thua, bởi nếu không giao tranh, ngài sẽ không thể là ngài. Khi bắt đầu vào trận đấu, hãy nâng châu một ở cấp độ đầu tiên và ưu tiên nâng max châu này trước. Khi kích hoạt, gấu sẽ lướt theo hướng chỉ định, có thể vượt địa hình, gây sát thương lên những kẻ địch trúng chiều và cường hóa đòn đánh thương kế tiếp giúp gia tăng tầm đánh và sát thương. Gấu có thể sử dụng chiêu thức này một lần nữa trong vòng 5 giây kế trước khi tiến vào trạng thái hồi chiều. Nếu đi rừng, vì không tốn năng lượng để sử dụng kỹ năng nên hãy bắt đầu vòng rừng từ con bùa hướng ngược lại so với đường rồng để khi kết thúc vòng rừng đầu tiên sẽ tiện đi ganh ở đường rồng hơn. Còn nếu đi đường thì với chiêu 1, gấu có khả năng farm lính rất nhanh, hãy tận dụng điều này để sớm lên cấp độ 2, tạo áp lực đi đường trước đối phương. Còn nếu không thể chiếm lợi thế, hãy chủ động đánh an toàn và tận dụng sự cơ động của bản thân để di chuyển hỗ trợ đồng đội. Chiêu 2 cũng mang lại cho gấu khả năng lướt vượt địa hình, đồng thời cường hóa đòn đánh thương kế tiếp sẽ tung mục tiêu. Lướt trúng mục tiêu, gấu sẽ nhận được là chắn chặn sát thương và gây sát thương cho mọi kẻ địch trúng chiêu. Chiêu cuối cũng sẽ mang lại cho gấu khả năng vượt địa hình, cụ thể khi kích hoạt, gấu sẽ phóng phút lên không rồi dùng mông tiếp đất gây sát thương kèm làm choáng tất cả nạn nhân trúng chiêu, đồng thời cường hóa đòn đánh thương kế tiếp sẽ được gia tăng tầm đánh và gây thêm sát thương. Tính đến thời điểm hiện tại khi tôi làm video này thì gấu là vị tướng duy nhất trong liên quân có cả ba chiêu thức đều có khả năng lướt vượt địa hình. Điều này giúp gấu trở thành một trong những vị tướng có độ cơ động bậc nhất trong liên quân mobile. Bên cạnh đó, các chiêu thức của gấu đều có thời gian hồi chiêu rất nhanh và giúp gấu nhanh chóng kích hoạt nội tại võ hồn, giúp bản thân được hồi máu sau mỗi một khoảng thời gian. Nhưng thường thì chúng ta không để ý đến nội tại này vì nó chẳng cần để ý đến thật. Và sau mỗi lần sử dụng kỹ năng, các đòn đánh thương của gấu đều được cường hóa, nên sát thương chiêu thức của gấu cũng to, mà sát thương đòn đánh thương cũng to, nên gấu sẽ có hai hướng để xây dựng bảng ngọc. Đầu tiên là bảng ngọc tỷ lệ chí mạng, giúp các đòn đánh thương đột biến hơn nếu gây ra được đòn đánh chí mạng. Nhưng tỷ lệ chí mạng thì may mắn mới gây ra được đòn đánh chí mạng, đồng thời không có hiệu quả với chiêu thức, nên công vật lý xuyên giáp mới là bảng ngọc hiệu quả và phổ biến nhất dành cho gấu. Cùng với đó là bảng phù hiệu ma tính, để sau mỗi lần dùng chiêu cuối xong, gấu có thể liên tục dùng chiêu xen kẽ với các đòn đánh thương cường hóa. Vì vậy, combo của gấu là chiêu nào sáng thì bấm chiêu đó, xen kẽ với đòn đánh thương.
tôi đùa thôi. Để đạt hiệu quả cao nhất với gấu, hãy thực hiện combo chiêu thức như sau: lướt lên với chiêu 2 để tiếp cận và đánh thường để hất tung mục tiêu, tiếp đến dùng chiêu cuối đánh thường, chiêu 1 đánh thường và chiêu 1 đánh thường. Ngoài ra, tùy từng trường hợp cụ thể mà gấu có thể chủ động mở sau tranh với chiêu cuối trước. Nếu đi đường, hãy mang tốc biến để kết hợp tốc biến với chiêu cuối sẽ tạo ra được nhiều tình huống đột biến và bất ngờ hơn. Về trang bị, với vai trò đi rừng, hãy khởi đầu với dìu Leviathan, hoặc tự tin thì có thể khởi đầu với kiếm truy hồn, tiếp đến là giày kiên cường, thường lo chính nớt, phức hợp kiếm, nanh Fenry, và giáp bộ mệnh sẽ luôn phiên thay đổi với quả cầu băng xương và liềm loạt mệnh. Có thể thay thế thương lo chính nớt bằng thương xuyên phá nếu đội hình đối phương toàn máu giấy, hoặc sẽ thay thế bằng kiếm Muramasa nếu đội hình đối phương có nhiều tướng cứng cáp có khả năng chống chịu sát thương tốt. Còn với vai trò đi đường thì trang bị cũng tương tự như đi rừng, nhưng vì không phải lên đồ đi rừng nên sẽ có thêm một slot đồ nữa, có thể lên đồ khắc chế phù hợp theo từng trận đấu, hoặc sẽ lên thêm một món trang bị xuyên giáp để tối đa khả năng gây sát thương. Khi bắt đầu vào trận đấu, hãy nâng chiêu 1 ở cấp độ đầu tiên rồi di chuyển ra phần rừng. Ưu tiên bắt đầu vòng rừng từ con búa xanh trước vì Zephyr tốn khá nhiều năng lượng. Khi kích hoạt, Zephyr sẽ lướt tiếng chỉ định, có thể vừa địa hình và gây sát thương lên những kẻ địch trúng chiêu. Đồng thời, đòn đánh thương tiếp theo sẽ được cường hóa, giúp gia tăng sát thương và làm chậm địch. Chiêu 2 của Zephyr mang lại khả năng hồi phục qua mỗi lần công kích trúng mục tiêu, tổng cộng có 4 lần công kích gây sát thương vật lý. Trong quá trình công kích, Zephyr sẽ đứng yên nhưng có thể hủy công kích bằng cách sử dụng chiêu thức khác. Chiêu thức này mang lại khả năng hồi phục nên sát thương sẽ bé hơn chiêu 1. Vì vậy, để tối ưu sát thương từ sớm, hãy ưu tiên nâng mắc cho một chiếc nhà. Kết hợp khả năng hồi phục của chiêu 2 với nội tại bền bỉ, cứ 3% máu mất đi sẽ tăng 1% miễn thương, sẽ giúp Zephyr có khả năng quả quay trong giao tranh cực kỳ tốt. Chiêu cuối mang lại cho Zephyr độ cơ động cao, có thể vừa địa hình cùng khả năng khống chế kẻ địch với hiệu ứng hất tung. Các nạn nhân trúng chiêu sẽ phải chịu sát thương vật lý, đồng thời chịu hiệu ứng rền vàng, khiến đòn đánh thường hoặc chiêu thức của Zephyr lên các mục tiêu này sẽ gây thêm sát thương phép. Chiêu thức này có tầm hiệu lực tương đối xa nên hoàn toàn có thể sử dụng để trích bụi rất tốt trong quá trình di chuyển. Là một vị tướng đấu sĩ sát thủ thiên hướng sát thương thì tất nhiên bảng ngọc xuyên giáp cùng với bảng phù hiệu ma chú sẽ giúp tối ưu khả năng sốc sát thương của Zephyr để giúp hắn bắt mục tiêu tốt hơn khi tham gia giao tranh. Ở giai đoạn đầu, với vai trò đi rừng thì cần hoàn thiện cho Zephyr dìu Leviathan, hoặc nếu tự tin có thể lên kiếm truy hồn để gia tăng khả năng gây sát thương, giày kiên cường và thương lo chính lớt, nhưng cũng có thể thay thế thương lo chính lớt bằng thương xuyên phá nếu đội hình đối phương toàn máu giấy. Đến giữa và cuối game, với vai trò đi rừng, ngoài ăn quái rừng và kiểm soát mục tiêu lớn ra thì Zephyr cần phải thường xuyên di chuyển đi ganh nhiều hơn để tạo lợi thế và giảm áp lực cho đồng đội. Tuy có nội tại giúp tăng miễn thương, nhưng bản chất Zephyr là một đấu sĩ sát thủ, vì vậy khả năng chống chịu sát thương cũng không thể nào tốt bằng so với các vị tướng thuần đỡ đòn. Cho nên, nếu xanh và đang out tiền so với đối phương thì hãy chủ động mở sau tranh với chiêu cuối, còn không thì hãy vào sau trong giao tranh nhắm vào các mục tiêu chủ lực của đối phương để gây sát thương với cái liễu chúng bằng cách thực hiện combo dùng chiêu cuối để hất tung mục tiêu, sau đó kích hoạt luôn chiêu 2 để gây sát thương tối đa kèm hồi phục cho bản thân. Cuối cùng là sử dụng chiêu 1 và đánh thường để kết liễu mục tiêu. Lưu ý, cần phải sử dụng chiêu 1 linh hoạt theo từng tình huống cụ thể để truy đuổi hoặc đào thoát khi gặp nguy hiểm. Ngoài ra, nếu ở xa không thể dùng chiêu 3 tới mục tiêu thì dùng chiêu 1 trước để rút ngắn khoảng cách với mục tiêu, sau đó dùng chiêu cuối để hất tung, rồi chiêu 2 và đánh thường. Ở giai đoạn này, cần phải hoàn thiện cho Zephyr những trang bị còn lại là phức hợp kiếm, nanh Fenry và giáp bộ mệnh sẽ luôn phiên thay đổi với quả cầu băng xương và liềm loạt mệnh. Bạn có thể lên áo choàng băng giá để thay thế cho phức hợp kiếm nếu đội hình đối phương có nhiều nguồn sát thương vật lý mạnh, hoặc sẽ thay thế phức hợp kiếm bằng huân chương tròi nếu đội hình đối phương có nhiều nguồn sát thương ve mạnh. Khi bắt đầu vào trận đấu, hãy nâng chiêu 2 ở cấp độ đầu tiên và ưu tiên nâng mắc cho này trước. Vì bướm không tốn năng lượng để sử dụng kỹ năng nên hãy cân nhắc bắt đầu vòng rừng thứ ngược lại so với đường rồng, để sau khi kết thúc vòng rừng đầu tiên sẽ tiện đi ganh hơn. Khi kích hoạt chiêu 2, bướm sẽ gây sát thương lên những kẻ địch trúng chiêu theo đường thẳng. Kẻ địch đầu tiên sẽ bị làm chậm kèm chịu nhiều sát thương hơn. Ngoài ra, bướm còn được tăng tốc đánh và tỷ lệ chí mạng trong vài giây khi tung chiêu trúng địch. Khi kích hoạt chiêu 1, bướm sẽ gây sát thương lên những kẻ địch lân cận trong phạm vi, sát thương tăng dần theo số lượng mục tiêu trúng chiều. Ngoài ra, cô còn được nhận thêm lá chắn chặn sát thương và tăng tốc chạy trong thoáng chốc. Điều này sẽ giúp bướm có thể đào thoát hoặc truy đuổi mục tiêu tốt hơn tùy tình huống cụ thể. Với chiêu cuối, bướm sẽ đột kích kẻ địch, có thể vừa địa hình, gây lượng lớn sát thương vật lý và đánh dấu mục tiêu trúng chiều. Khi dấu ấn còn hiệu lực, bướm sẽ chỉ phải chịu một nửa sát thương từ đòn đánh thương của mục tiêu bị đánh dấu, và nếu tiếp tục đột kích vào kẻ địch bị đánh dấu, hắn sẽ phải chịu thêm sát thương chuẩn dựa theo máu đã mất của hắn. Ngoài ra, nếu mục tiêu bị ạ, bướm sẽ lập tức được hồi chiêu cuối. Khi dấu ấn hết hiệu lực hoặc mục tiêu bị ạ, bướm sẽ được hồi máu. Để có thể đột kích được 2 lần chiêu cuối lên cùng một mục tiêu thì bướm sẽ cần phải tích đủ 3 stack nội tại sát thủ. Hạng gục quái, lính sẽ nhận được 1 stack, hạng gục tướng địch sẽ nhận được 2 stack. Khi tích đủ 3 stack nội tại, bướm tung chiêu nào sẽ được hồi lại ngay chiêu đó. Tuy là một sát thủ nhưng bướm không quá cơ động,
Vì vậy, hãy sử dụng chiêu cuối vào các mục tiêu có thể giúp cắt đôi đối phương khi gặp nguy hiểm để đào thoát. Nhưng bù lại, sát thương của bướm lại cực lớn, đặc biệt là trong giao tranh tổng, bướm có thể liên tục hạ gục các mục tiêu nhờ vào cơ chế hồi chiêu cuối. Vì vậy, hãy cố gắng tích trước cho bản thân 3 stack nội tại trước khi đến với giao tranh để có thể kích hoạt 2 lần chiêu cuối liên tiếp. Khi đến với giao tranh, hãy chọn cho bản thân mục tiêu dễ bị hạ gục nhất và sử dụng chiêu cuối để tiếp cận mục tiêu, sau đó dùng chiêu 1 để tạo lá chắn giúp chống chịu sát thương tốt hơn trong giao tranh, tiếp đến là dùng chiêu 2 để gây sát thương, đồng thời tăng tốc đánh kẹp tỷ lệ chí mạng và sau đó liên tục đánh thương để kết liễu mục tiêu. Kết liễu được mục tiêu này sẽ được hồi lại chiêu cuối và tiếp tục đến với những mục tiêu còn lại. Đó là combo cơ bản của bướm, nhưng tùy vào từng trường hợp cụ thể mà các bạn hãy sử dụng chiêu thức của bướm sao cho hợp lý nhỉ. Hãy trang bị cho bướm bảng ngọc công vật lý, xuyên giáp cùng bảng phù hiệu ma chú để tối ưu khả năng xông sát thương. Về trang bị thì với vai trò đi rừng, hãy khởi động cho bướm bằng rìu Leviathan hoặc nếu tự tin có thể sử dụng kiếm truy hồn. Tiếp đến là giày kiên cường, thương nó xinh lớt, phước hợp kiếm, nanh phiên rùi, phán sát bộ mệnh sẽ luôn phiên thay đổi với quả cầu băng xương và liệp lập mệnh nhả. Nếu nhận thấy đội hình đối phương mỏng cơm, hãy sử dụng thương xuyên phá thay thế cho thương launching nerd. Còn nếu nhận thấy đội hình đối phương quá trầu, hãy chủ động lên kiếm Muramasa thay cho thương launching nerd để tối ưu lượng tiền từ sớm. Nội tại của dàn là mỗi khi dùng chiêu 1, chiêu 2 sẽ được tích lũy 1 cộng dồn. Khi đủ 2 cộng dồn sẽ được cường hóa đòn đánh thường kế. Căn cứ theo chiêu thức trước đó là chiêu nào mà sẽ gây ra hiệu ứng khác nhau. Đòn đánh cường hóa đánh trúng địch sẽ giúp san được tăng tốc đánh và được hồi máu. Với chiêu 1, san sẽ gây sát thương kèm làm chậm mục tiêu trúng chiêu. Nếu chiêu thức này kích hoạt đòn đánh cường hóa thì Gian sẽ tụ lực trong thoáng chốc rồi nhảy đến gây sát thương và hất tung mục tiêu trúng đòn. Với chiêu 2, Gian sẽ lướt nhanh theo hình vòng cung, có thể vượt địa hình, trong quá trình lướt sẽ được miễn khống và tăng miễn thương, đồng thời gây sát thương vật lý cho những kẻ địch trên đường lướt. Nếu chiêu thức này kích hoạt đòn đánh cường hóa thì Gian sẽ đột kích kẻ địch gây sát thương vật lý và sẽ được sử dụng chiêu thức này một lần nữa mà vẫn duy trì tiến trình hồi chiêu trước đó. Vì vậy, khi bắt đầu vào trận đấu, hãy nâng chiêu 1 ở cấp độ đầu tiên, kích hoạt luôn 2 lần chiêu 1 trong quá trình di chuyển ra phần đường hoặc khu vực rừng để có sẵn đòn đánh cường hóa của chiêu 1 ở lần đánh thương tiếp theo, giúp tối ưu khả năng sụn lính và ăn quái rừng nhanh chóng hơn. Nếu đi rừng, hãy bắt đầu từ vòng rừng bùa xanh vì gian tốn năng lượng để sử dụng kỹ năng. Trong quá trình ăn bùa, hãy khéo léo kéo quân bùa xanh lại gần quân bộ cánh cứng để đòn đánh thương cường hóa tiếp theo sẽ trúng cả 2 mục tiêu, giúp hoàn thành vòng rừng nhanh chóng hơn. Nhưng sau đó, hãy ưu tiên nâng mắc chiêu 2 trước và hãy đánh chủ yếu với việc tích đòn đánh cường hóa chiêu 2 khi tham gia giao tranh để thường xuyên được miễn khống và miễn thương khi lướt chiêu 2, giúp gia tăng khả năng cản lướt và chống chịu tốt hơn trong giao tranh. Khi kích hoạt chiêu cuối, gia sẽ được miễn khống ghi tung chiêu, đồng thời nhận miễn thương. Sau thoáng chốc, cậu gây sát thương vật lý cho kẻ địch trong phạm vi, đồng thời cường hóa bản thân trong 8 giây. Khả năng cường hóa sẽ phụ thuộc vào cấp độ của chiêu thức, cấp càng cao sẽ kế thừa toàn bộ hiệu ứng của các cấp thấp hơn. Chiêu 3 đạt cấp 1, gian có thể tái kích hoạt chiêu thức để lướt theo hướng chỉ định, có thể vượt địa hình và gây sát thương vật lý kèm hất tung mục tiêu trúng chiêu. Đồng thời, nhận thêm xuyên giáp kèm gia tăng sát thương của chiêu 1 và chiêu 2. Chiêu 3 đạt cấp 2, đòn đánh cường hóa từ nội tại trúng đích sẽ kéo dài trạng thái cường hóa của bản thân. Đồng thời, gian có thể tái kích hoạt chiêu 3 nhiều lần. Chiêu 3 đạt cấp 3, dùng đòn đánh cường hóa sẽ giúp hồi 1 cộng dồn nội tại. Về combo, hãy tham khảo 4 lần hất tung của băng như sau. Ở cấp độ 15, khi bạn combo đúng cách, Gian sẽ có tới 4 lần lướt và 4 lần choáng. Hả? 4 cái choáng á? Trước khi vào combat, hãy tích cho mình nội tại xanh. Sau đó, kích hoạt chiêu 3 lần 1. Tiếp tục, kích hoạt chiêu 3 lần 2 để lao vào. Chiêu 1 đánh thường, chiêu 2 đánh thường, chiêu 2 đánh thường, chiêu 1 đánh thường. Nhưng giờ khác rồi, Gian sẽ hiệu quả hơn khi đánh với chiêu 2 giống như tôi đã nói ở trên. Cho nên, thay vì tích nội tại xanh, thì hãy tích cho Gian nội tại vàng trước khi vào giao tranh để đạt hiệu quả cao nhất. Là một đấu sĩ sát thủ thiên hướng sát thương, hãy trang bị cho Gian bảng ngọc xuyên giáp để tối ưu khả năng gây sát thương cùng với bảng phù hiệu ma tính sẽ giúp Gian liên tục sử dụng các chiêu thức để cường hóa đòn đánh thương từ nội tại. Về trang bị, với vai trò đi đường, hãy khởi đầu với giày kiên cường, rồi đến thương launching nerd, phước hợp kiếm, bơn trúng chòi, nanh phân rì, phản sát bộ mệnh sẽ luôn phiên thay đổi với quả cầu băng xương và liềm lập mệnh. Lưu ý, hãy đổi phước hợp kiếm thành áo choàng băng giá, bơn trúng chòi thành nham thuẫn nếu đội hình đối phương có nhiều nguồn sát thương vật lý mạnh. Hay là thay vì lên thương launching nerd thì hãy lên kiếm Muramasa để tối ưu khả năng gây sát thương nếu đội hình đối phương có nhiều tướng chống chịu sát thương tốt. Cuối cùng là lên đao truy hồn nếu đội hình đối phương có tướng có khả năng hồi phục mạnh. Còn với vai trò đi rừng, hãy khởi đầu với rìu Leviathan, tiếp đến là giày kiên cường, thương launching nerd, phức hợp kiếm, nanh phiên rì, phán sát bộ mệnh sẽ luôn phiên thay đổi với quả cầu băng xương và liềm lập mệnh. Khi bắt đầu trận đấu, hãy nâng chiêu 2 ở cấp độ đầu tiên và ưu tiên nâng mắc chiêu 2 trước vì đây là chiêu thức gây sát thương chính của Quy. Khi kích hoạt, Quy sẽ đấm liên tiếp vào mồm kẻ địch gây sát thương vật lý và làm giảm sát của những mục tiêu trúng chiêu. Với khả năng làm giảm sát địch cùng với lượng sát thương lớn, rồi thêm nội tại tăng giáp sau khi sử dụng kỹ năng sẽ giúp Quy tương đối mạnh khi trao đổi chiêu thức ở giai đoạn đi đường. Hãy tận dụng chiêu thức này để dọn lính nhanh, sớm lên cấp độ 2 và tạo áp lực đi đường lên đối phương. Nội tại giúp mỗi lần tung chiêu, Quy sẽ được tăng giáp trong vài giây, tối đa cộng dồn 3 lần. Nếu tung chiêu trúng đích,
Quy sẽ cường hóa hai đòn đánh thường kế, được tăng tốc đánh và gây thêm sát thương kèm hồi máu cho bản thân. Đòn đánh cường hóa tối đa dự trữ được 4 lần. Khi kích hoạt chiêu 1, Quy sẽ lướt theo hướng chỉ định, có thể vượt địa hình, gây sát thương vật lý kèm hất tung những kẻ địch trúng chiêu. Chiêu thức này của khống chế cứng giúp cố định mục tiêu và bổ trợ cho chiêu 2 gây sát thương cực tốt. Vì vậy, ở giai đoạn đi đường, hãy thực hiện combo chiêu 1 hất tung, sau đó lập tức dùng chiêu 2 gây sát thương kèm đánh thương để hồi phục nhiều nội tại sẽ giúp Quy rất dễ có thế thắng đường. Khi kích hoạt chiêu cuối, Quy xuất trưởng theo hướng chỉ định, gây sát thương vật lý và đẩy lùi những kẻ địch trúng chiêu. Kẻ địch bị đẩy lùi vào địa hình sẽ phải chịu thêm sát thương và bị làm choáng, đồng thời giúp Quy lập tức có thể tái kích hoạt chiêu thức này. Còn nếu không đẩy lùi được kẻ địch vào địa hình, thì sau vài giây, Quy mới có thể tái sử dụng chiêu thức này để lướt theo hướng chỉ định, có thể vượt địa hình, gây sát thương vật lý cho những kẻ địch trúng chiêu. Lưu ý, chiêu cuối của Quy chỉ cần trúng địch là đã có thể tận dụng được tối đa khả năng tái kích hoạt của chiêu thức. Vì vậy, tùy từng tình huống cụ thể mà chúng ta có thể tận dụng tướng địch, lính, quái rừng để sử dụng chiêu cuối và lấy khả năng lướt vượt địa hình của chiêu thức này cho nhiều mục đích khác nhau. Combo cơ bản của Quy tương đối đơn giản, quan trọng là canh đúng khoảng cách, thời điểm và định hướng chiêu tốt. Cách combo cơ bản của Quy như sau. Sử dụng chiêu môn lướt tới, hất tung kẻ địch, sau đó là dùng ngay chiêu cuối đẩy lùi đối phương. Trúng địa hình là tốt nhất hoặc đẩy lùi địch về thế bất lợi, sau đó lướt thêm lần nữa để tiếp cận mục tiêu nếu đẩy lùi địch trúng địa hình, rồi đánh thường và chiêu 2 đánh thường để kết liễu. Còn nếu không đẩy lùi được địch vào địa hình thì dùng chiêu 2 đánh thường, đợi chiêu cuối tái kích hoạt thì sử dụng để áp sát và đánh thường. Trong quá trình thực hiện combo, có thể kết hợp với tốc biến để tạo ra được nhiều tình huống bất ngờ hơn và Quy cũng rất cần tốc biến để tăng thêm sự cơ động của bản thân. Lối đánh của Quy cũng thiên về tạo ra sự đột biến, cho nên vị trí solo đường sẽ là lựa chọn tốt nhất dành cho cô, bởi nếu không có tốc biến sẽ hạn chế khả năng sức mạnh của Quy tương đối nhiều. Là một đấu sĩ, sát thủ theo thiên hướng sát thương, hãy trang bị cho Quy bảng ngọc xuyên giáp để tối ưu khả năng gây sát thương, cùng với đó là bảng phù hiệu ma tính sẽ giúp Quy liên tục sử dụng các chiêu thức trong giao tranh để kích hoạt nội tại. Về trang bị, với vai trò solo đường, hãy khởi đầu với Quy bằng giày kiên cường, tiếp đến là thương lo trinh lớt, phước hợp kiếm, huân chương choi, nanh fury và giáp bộ mệnh sẽ luôn phiên thay đổi với quả có băng xương và liềm loạt mệnh. Nếu team địch có nhiều nguồn sát thương vật lý mạnh, hãy chủ động lên sát thống khổ để khắc chế địch. Còn nếu team địch có tướng có khả năng hồi phục tốt, hãy chủ động lên đao truy hồn từ sớm để khắc chế địch. Phước hợp kiếm là trang bị cốt lõi của Quy vì nó kết hợp rất tốt với nội tại của cô, nên Quy sẽ không lên thương khung kiếm nhỉ. Còn nếu ai vẫn muốn lên thương khung kiếm cho Quy thì hãy lựa chọn một trong ba slot đồ cuối cùng để thay thế. Khi bắt đầu vào trận đấu, hãy nâng cho một ở cấp độ đầu tiên. Khi kích hoạt, Atrix sẽ vung kiếm gây sát thương vật lý lên những kẻ địch lân cận. Mỗi khi trúng một kẻ địch sẽ giúp bản thân nhận thêm tốc đánh và xuyên giáp, tối đa cộng dồn 3 lần kéo dài trong vài giây. Tuy sát thương của chiêu thức này không lớn, nhưng với tốc đánh và xuyên giáp mang lại sẽ giúp Atrix gây sát thương tốt hơn ở những lần công kích tiếp theo. Vì vậy, hãy ưu tiên nâng mắc cho một trước nếu muốn tối ưu tốc đánh. Khi kích hoạt chiêu 2, Atrix sẽ lướt theo hướng chỉ định, có thể vượt địa hình và khiến đòn đánh thường kế trở thành đột kích, gây sát thương vật lý đồng thời làm chậm địch. Ngoài ra, cô còn nhận được lá chắn giúp chặn sát thương. Đây là chiêu thức duy nhất mang lại cho Atrix độ cơ động với khả năng lướt vượt địa hình. Ngoài ra, đòn đánh cường hóa sau khi tung chiêu cũng sẽ có khả năng vượt địa hình và mang theo lượng sát thương lớn, giúp Atrix có khả năng bắt mục tiêu tương đối tốt. Vì vậy, muốn sát thương đột biến trong một lần combo, hãy ưu tiên nâng mắc chiêu 2 trước để chọc cho thấm. Khi kích hoạt chiêu cuối, Atrix sẽ tụ lực giúp bản thân tiến vào trạng thái vô địch. Sau đó, cô vung kiếm gây sát thương chuẩn và làm choáng tất cả nạn nhân trúng chiêu và giúp bản thân được hồi máu. Trạng thái vô địch sẽ giúp Atrix không bị nhận sát thương nhưng vẫn có thể bị tấn công, có thể di chuyển và được miễn khống. Vì vậy, hãy tận dụng chiêu thức này hợp lý để giúp Atrix né đi những sát thương và khống chế quan trọng của team địch, giúp tăng khả năng outplay. Ngoài ra, sát thương chuẩn từ chiêu thức này là cực lớn, cùng với khả năng hồi máu đúng bằng tổng sát thương mà chiêu thức này gây ra sẽ giúp Atrix tăng thêm khả năng outplay với chiêu thức này, đặc biệt là trong những tình huống tranh cướp mục tiêu lớn. Nhưng chiêu thức này có thời gian delay tương đối lâu, vì vậy cần phải tham minh thật tốt để tránh bị tung chiêu hụt. Nội tại giúp mỗi đòn đánh thường trúng đích của Atrix sẽ giúp giảm thời gian hồi chiêu 1 và chiêu 2. Atrix sẽ tiêu tốn năng lượng để sử dụng kỹ năng, vì vậy nếu đi rừng, hãy ưu tiên bắt đầu từ con bùa xanh trước. Trong quá trình ăn bùa, hãy chủ động kéo con bùa xanh lại gần với con bọ cánh cứng, để lần tung chiêu tiếp theo sẽ trúng cả hai mục tiêu sẽ giúp hoàn thành vòng rừng nhanh chóng hơn. Còn nếu sử dụng Atrix đi solo đường, hãy mang theo phép bổ trợ tốc biến, bởi trong quá trình chiêu cuối tụ lực có thể kết hợp với tốc biến để tạo ra được nhiều tình huống đột biến hơn. Tốc biến cũng sẽ giúp Atrix cơ động hơn để nhanh chóng tham gia hoặc đào thoát khỏi giao tranh. Combo cơ bản của Atrix như sau. Dùng chiêu 2 đầu tiên để lao đến, áp sát mục tiêu và gây sát thương bằng đòn đánh cường hóa. Sau đó dùng chiêu 1 để gây thêm sát thương diện rộng. Và cuối cùng là dùng chiêu cuối để kết liễu hay là rút lui tùy từng tình huống cụ thể.
Lưu ý, không phải lúc nào chúng ta cũng hoàn thành combo với chiêu cuối, mà hãy sử dụng chiêu cuối hợp lý theo từng tình huống cụ thể như đã nói trong phần phân tích chiêu thức. Là một đấu sĩ kiêm sát thủ gây sát thương tương đối nhiều từ đòn đánh tay, hãy trang bị cho Atric bảng ngọc có nhiều đánh tay một chút để tối ưu khả năng gây sát thương kèm nội tại. Cùng với đó là bảng phù hiệu ma tính sẽ giúp Atric liên tục dùng được các chiêu thức của mình, hoặc nếu muốn sốc sát thương nhanh, mạnh thì có thể sử dụng bảng phù hiệu ma chú. Về trang bị, với vai trò đi rừng, hãy khởi đầu với Atric bằng kiếm truy hồn, tiếp đến là giày kiên cường. Slot đồ thứ 3 là thương launching lướt hoặc sẽ là thương xuyên phá nếu team địch toàn máu giấy. Tiếp theo là phương hợp kiếm, nanh tuyên ri và sát bộ mệnh sẽ luôn phiên thay đổi với quả cầu băng xương và liềm đoạt mệnh. Còn với vai trò đi đường, hãy khởi đầu với Atric bằng giày kiên cường, tiếp đến là thương launching lướt hoặc thương xuyên phá, phức hợp kiếm, thương khung kiếm, nanh tuyên ri và cuối cùng là sát bộ mệnh sẽ luôn phiên thay đổi với quả cầu băng xương và liềm đoạt mệnh. Nếu team địch có tướng có khả năng hồi phục tốt, hãy chủ động lên đao truy hồn để khắc chế địch. Khi bắt đầu vào trận đấu, anh nâng cho một được cấp độ đầu tiên và ưu tiên nâng mắc cho một trước, vì đây là chiêu thức liên quan đến mọi thứ của Irie. Khi kích hoạt, Irie sẽ phóng phi tiêu theo hướng chỉ định, gây sát thương vật lý và hất tung tất cả kẻ địch trúng chiêu. Mỗi khi trúng một tướng địch, Irie sẽ được tăng tốc chạy và nhận một cộng dồn long ấn kéo dài trong vài giây. Long ấn dùng cho chiêu 2, tối đa 2 cộng dồn. Đây là chiêu thức có tầm hiệu lực cực xa nên sẽ rất hiệu quả trong việc trích bụi, cấu rỉa, tranh cướp mục tiêu và dọn lính từ xa. Khi kích hoạt chiêu 2, Irie sẽ lướt theo hướng chỉ định, có thể vừa địa hình và lập tức được kích hoạt nội tại. Nếu đang có long ấn, Irie sẽ tiêu hao một long ấn để làm mới chiêu thức này. Chiêu 2 tuy không trực tiếp gây sát thương nhưng mang lại cho cô độ cơ động rất tốt nhờ khả năng lướt vừa địa hình, đặc biệt là khi có điểm long ấn. Chưa hết, chiêu 2 còn lập tức giúp Irie cường hóa đòn đánh nội tại. Điều này sẽ giúp cô có khả năng đánh nhấp nhả, vừa cầm máu đối phương, vừa hồi phục cho bản thân rất tốt. Nội tại của Irie là mỗi đòn đánh thường thứ tư sẽ được cường hóa giúp gây sát thương chuẩn và làm chậm mục tiêu trúng đòn. Đồng thời, Irie sẽ được hồi máu tương đương với lượng sát thương gây ra từ đòn đánh này. Vì vậy, nếu rảnh tay, hãy đánh thường vào không khí ba cái trước để lần đánh tiếp theo sẽ kích hoạt nội tại giúp Irie gây sát thương tốt hơn. Khi kích hoạt chiêu cuối, Irie vung kiếm và được miễn khống khi tung chiều rồi gây sát thương kèm mất tung nhất kẻ địch lân cận, đồng thời nhận 2 cộng dồn long ấn và làm mới chiêu 2. Khi đáp đất, Irie sẽ nhận được bùa lợi đặc biệt trong vài giây, giúp không phải chịu sát thương vượt quá 10% máu tối đa của bản thân từ mỗi đòn đánh đơn, chiêu đơn của địch. Chiêu cuối mang lại cho Irie gần như tất cả mọi thứ, từ khống chế, sát thương, khả năng chống chịu và cả độ cơ động khi giúp cộng dồn luôn 2 long ấn. Đòn đánh đơn chính là sát thương từ đòn đánh thường của tướng, lính, quái rừng, trụ, tế đàn. Còn chiêu đơn thì Garena không giải thích rõ, nên là từ trước đến nay tôi vẫn luôn nghi ngờ chiêu đơn là những chiêu thức chỉ gây sát thương một lần trên mỗi lần tung chiêu. Vì vậy, hãy tận dụng chiêu thức này thật tốt để tham gia giao tranh hoặc đào thoát khi gặp nguy hiểm. Irie có rất nhiều combo chiêu thức khác nhau và các bạn có thể thực hiện combo cơ bản của Irie như sau. Dùng chiêu 2 để lướt đến rút ngắn khoảng cách với địch, tiếp theo là dùng chiêu 1 để gây sát thương và khống chế địch. Tung chiêu trúng tướng địch sẽ được hoàn tất hồi chiêu 2. Lúc này, lại tiếp tục dùng chiêu 2 để áp sát địch, đánh thường để gây sát thương chuẩn, rồi tung chiêu cuối để gây sát thương và liên tục xen kẽ với chiêu 2 đánh thường để gây sát thương và hồi phục. Trong quá trình thực hiện combo, chiêu 1 hồi lúc nào thì xài lúc đó để tiếp tục được làm mới chiêu 2. Irie là một vị tướng cần đồ để có thể gây sát thương kèm hồi phục tốt. Vì vậy, đầu trận Irie sẽ cực kỳ yếu và rất khó để đi ngành cũng như phòng thủ khi bị team địch xâm lấn phần rừng. Cho nên, lựa chọn tốt nhất nếu chơi Irie đó sẽ là đi solo đường tà thần Caesar. Và để gia tăng sự đột biến khi hợp với bộ kỹ năng và độ cơ động của bản thân, hãy trang bị cho Irie phép bổ trợ tốc biến. Là một đấu sĩ sát thủ theo thiên hướng sát thương, mà sát thương chủ yếu của Irie lại là sát thương chuẩn, mà sát thương chuẩn của Irie lại scale theo công vật lý, nên bảng ngọc công vật lý sẽ giúp tối ưu khả năng gây sát thương chuẩn của Irie, cùng với đó là bảng phù hiệu ma chú sẽ giúp cô nàng sốc sát thương nhanh hơn và mạnh hơn. Còn về trang bị, hãy khởi đầu với Irie bằng giày kiên cường, tiếp đến là đao truy hồn, phức hợp kiếm, nanh phiên ri, huân chương tròi và giáp hồ mệnh sẽ luôn phiên thay đổi với quả cầu băng xương và liềm đoạt mệnh. Nếu team địch có nhiều tướng gây sát thương vật lý mạnh, hãy chủ động lên giáp thống khổ để khắc chế địch. Khi bắt đầu vào trận đấu, hãy nâng chiêu 1 ở cấp độ đầu tiên. Khi kích hoạt, Ryoma sẽ nhảy lùi lại và tung một đường kiếm gây sát thương vật lý lên những kẻ địch lân cận. Nếu chiêu thức này gây sát thương hoặc vượt địa hình, Ryoma sẽ được tái sử dụng chiêu thức một lần nữa. Đây là chiêu thức duy nhất mang lại cho Ryoma độ cơ động với khả năng lướt vượt địa hình. Nhưng lưu ý, đây là chiêu thức sẽ lướt ngược lại theo với định hướng, nên cần phải có thời gian luyện tập nhiều để tránh gặp sai sót trong quá trình chơi. Và khi tung chiêu, hãy tận dụng các địa hình, trụ hoặc là gây sát thương lên địch để được tái kích hoạt chiêu thức lần nữa, sẽ giúp Ryoma đột biến và khó đoán hơn. Qua đó, Ryoma cũng sẽ đánh cấu rỉa, nhấp nhả và bắt mục tiêu tốt hơn. Khi kích hoạt chiêu 2, Ryoma sẽ rút kiếm chớp nhoáng, gây sát thương vật lý lên những kẻ địch chạm phải luồng kiếm khí.
các nạn nhân chúng phải rìa chiêu sẽ bị làm choáng. Đây là chiêu thức cơ bản gây sát thương chính của Ryoma, nên chúng ta sẽ ưu tiên nâng mắc cho này trước. Tầm hiệu lực của chiêu thức này cũng tương đối tốt, nên là sẽ rất hiệu quả cho việc cấu rìa, dọn lính từ xa, tranh cướp mục tiêu và trịch bụi. Đặc biệt, đây còn là chiêu thức duy nhất mang lại cho Ryoma hiệu khống chế cứng nếu đánh trúng tướng địch bằng rìa chiêu, giúp cố định mục tiêu để gia tăng khả năng truy đuổi hoặc đào thoát tốt hơn khỏi giao tranh. Phần hiệu ứng làm choáng cũng sẽ được hiển thị bằng hiệu ứng định hướng chiêu thức. Các bạn chỉ cần đánh trúng tướng địch ở khoảng nửa cuối tầm hiệu lực của chiêu thức là được. Khi kích hoạt chiêu cuối, Ryoma sẽ đâm kiếm liên tục, mỗi đợt gây sát thương vật lý. Một cú đâm trúng mục tiêu sẽ giúp Ryoma được hồi máu và giảm thời gian hồi chiêu hài. Chiêu cuối của Ryoma có thời gian hồi rất nhanh và khi kết hợp với các chiêu thức còn lại sẽ giúp Ryoma trở thành vị tướng đấu sĩ, sát thủ vừa có khả năng cấu rỉa mạnh, vừa có thể sốc sát thương nhanh, cực kỳ khó chịu. Cùng với khả năng hồi phục sẽ giúp Ryoma bám đường tốt hơn, qua đó cũng sẽ dễ dàng để tăng tiến sức mạnh hơn. Ngoài ra, khả năng hồi phục tốt cũng sẽ giúp Ryoma có nhiều tình huống có thể outplay địch một cách mãn nhãn. Chiêu cuối của Ryoma khi đang di chuyển có thể kết hợp với tốc biến hoặc kết hợp tốc biến với chiêu 2 cũng cực kỳ hiệu quả để gia tăng khả năng tạo đột biến cùng sự cơ động của Ryoma nếu đi đường. Còn nếu đi rừng thì có thể ưu tiên bắt đầu vòng rừng từ con bùa hướng ngược lại so với đường rồng hoặc là bùa đỏ trước vì Ryoma không tốn năng lượng để sử dụng kỹ năng. Nội tại giúp sau mỗi vài giây, Ryoma sẽ được cường hóa đòn đánh thường giúp gia tăng tầm đánh và sát thương kèm làm chậm tốc chạy của những cái địch trúng đòn. Nạn nhân trúng rìa chiêu sẽ phải chịu nhiều hơn sát thương. Và nội tại này lại càng chứng minh rằng Ryoma là một tay chơi nhấp nhả cực kỳ điệu nghệ trong Lego Mobile, có thể tận dụng nội tại này để cấu rỉa địch, dọn lính từ xa hay là trách bụi. Combo cơ bản của Ryoma như sau. Sử dụng chiêu 1 lướt đến vị trí địch, đánh thường với đòn đánh cường hóa từ nội tại để làm chậm địch, tiếp đến dùng chiêu 2 để làm choáng địch, sau đó dùng chiêu cuối để gây sát thương và hồi máu cho bản thân. Cuối cùng là tùy từng tình huống cụ thể mà sử dụng tiếp chiêu 1 để truy đuổi hoặc đào thoát. Ryoma có hai lối xây dựng, một là full sát thương, thường được sử dụng nhiều ở trong rank thấp, hai là semi, thường được sử dụng trong các giải đấu chuyên nghiệp và trên rank cao, và tôi sẽ chia sẻ hết với các bạn ở trong video này. Đầu tiên là lối xây dựng Ryoma full sát thương, thì bảng ngọc và phù hiệu sẽ như những gì mà các bạn đang nhìn thấy ở trên màn hình để tối ưu khả năng gây sát thương của Ryoma. Về trang bị, nếu đi rừng, hãy khởi đầu với Ryoma bằng kiếm truy hồn, tiếp đến là giày kiên cường, thương xuyên phá, phức hợp kiếm, nanh Fenrir và cuối cùng là giáp bộ mệnh sẽ luôn phiên thay đổi với quả cầu băng xương và liềm đoạt mệnh. Còn nếu đi đường, hãy khởi đầu với giày kiên cường, tiếp đến là thương launching nut, thương xuyên phá, phức hợp kiếm, nanh Fenrir và cuối cùng là giáp bộ mệnh sẽ luôn phiên thay đổi với quả cầu băng xương và liềm đoạt mệnh. Nếu team địch có tướng có khả năng hồi phục tốt, hãy chủ động lên đao truy hồn để khắc chế địch. Còn nếu xây dựng Ryoma theo hướng semi thì bảng ngọc vẫn giống như lối xây dựng Ryoma full sát thương. Còn về phù hiệu thì chúng ta sẽ sử dụng bảng phù hiệu du hiệp để gia tăng khả năng đánh nhấp nhả, cấu rỉa địch liên tục. Về trang bị, hãy khởi đầu với giày kiên cường, tiếp đến là thương launching lướt, áo choàng băng giá. Slot đồ tiếp theo có thể lên một trong hai là nham thuẫn hoặc thương khung kiếm, rồi đến nanh fairy, cuối cùng là giáp hộ mệnh sẽ luôn phiên thay đổi với quả cầu băng xương và liềm đoạt mệnh. Nếu team địch có tướng có khả năng hồi phục tốt, hãy chủ động lên đao truy hồn để khắc chế địch.